Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Chúng tôi nhận được rất nhiều điện thoại từ Bắc Cali. Càng gọi là cái băng tần 16.5 của đài rất rõ và hay và tiện lợi. Có trực tiếp, khán giả rất hài lòng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là quý vị nên khuyến khích đài, vận động anh em bà con để mà quảng cáo cho đài, để chúng ta có một cái phương tiện làm cho nuôi sống đài lâu dài hơn. Cũng như tất cả nhiều người còn đang mong đợi là đài sẽ phát triển qua Houston. Và nếu được như thế thì chúng ta sẽ có Nam Cali, Bắc Cali, Canada và Houston. Thì cái tiếng nói của chúng ta nó đi vào từng gia đình. Cái tham vọng của chúng tôi là mỗi một ngày chúng tôi sẽ có tiếng nói hiện diện trong nhiều gia đình Việt Nam hơn, là một người bạn để đồng hành trong vấn đề cuộc đời và vấn đề chính trị của đất nước. Mọi người đều biết rằng bây giờ là những lúc thay đổi. Có bao giờ ai ngờ Tập Cận Bình đang dễ chết đâu. Quý vị biết rằng ở bên Tàu bây giờ có bao nhiêu? 50 triệu căn nhà không có người ở, nhà mới, nhà cũ đủ hết. Là vì Donald Trump tiêu diệt Tàu. Chúng ta bình tâm mà nói, không có bênh Mỹ mà cũng không có ghét Tàu Cộng sản. Cái công lao của Tập Cận Bình, công lao của Bill Clinton, công lao của Woodcon, công lao của Obama giúp cho nước Tàu trở thành một quốc gia hùng hậu kinh tế, từ cái chỗ đứng thứ 16 trong cái thời Đặng Tiểu Bình vừa qua thăm Hoa Kỳ vào năm 1979, thì Tàu lúc bây giờ đang đứng thứ 16 trên thế giới. Dân thì đông nhất, mà kinh tế đứng thứ 16, 18. Đấy là căn cứ trên những cái lời tuyên bố của Tàu Cộng. Chứ thực tế thì Tàu Cộng vào những năm 70, 80 đang đứng thứ đáy địa ngục, may ra hơn là nước Lào. Mọi người đâu biết mà, đói quá. Qua những cái cuộc mà gọi là bước nhảy vọt của Mao Trạch Đông, rồi cải cách ruộng đất của Mao Trạch Đông, nó chết 40-50 triệu người. Nó làm những cái hành động không có văn hóa, cho nên nó thụt lùi. Sau quá nó hằng hái nó bảo làm bước nhảy vọt, mà càng nhảy vọt thì càng chết. Dễ hiểu là kinh tế của Tàu Cộng, loại kinh tế cộng sản, kinh tế chỉ huy, một loại kinh tế mà cha chung không ai khóc. Bởi vậy sau này đút lót cho Bill Clinton để nó ra lệnh cho tất cả các công ty của Mỹ đem hàng qua bên Tàu làm ăn. Xin lỗi quý vị. Rồi dung dưỡng cho Tàu qua 24 năm liên tục, Tàu Cộng mới trở thành một quốc gia đứng thứ nhì trên thế giới. Nhờ nó người đông và nó lại đàn áp dân chúng, nó lôi hàng triệu người, hàng chục triệu người vào nhà tù, và nó bắt những cái tên can phạm đó làm việc không lương. Từ cái chỗ đó mà nó giàu lên thôi, nó có khả năng gì đâu. Chứ nó có tiền nó lại cho người đem đi ăn cắp, xâm nhập vào hàng ngũ của Hoa Kỳ, các công ty kỹ nghệ, quốc phòng, dân sự. Rồi nó bắt đầu, nó bắt chước, nó chế tạo hàng hóa nó bán rẻ. Còn cái Hoa Kỳ là cái lũ gọi là lũ thương gia, thì nó cần phải có lời nhiều nó càng sung sướng. Còn Mỹ chết kệ, toàn cái thứ vô lương tâm. Thế mà đùng một cái Donald Trump lên làm tổng thống chưa đầy 3 năm. Nếu mà tính mà từ cái ngày mà bắt đầu có một cuộc gọi là tranh chấp về thương mại, Tổng thống Donald Trump đòi hỏi cái sự công bằng mà của Tàu Cộng nó cướp đi của người Mỹ suốt 3 thập niên qua, bằng cách là ông ấy phải truy tố thẳng Tàu ra thế giới. Mỗi một năm nó bán cho nước Mỹ hàng ngàn tỷ đô la hàng hóa, mà nó chỉ mua lại của nước Mỹ vào khoảng trên 130 tỷ đô la. Nguyên cái vấn đề cán cân chi phối thương mại nó đã kiếm 700-800 tỷ đô la mỗi năm. Xong rồi lại cộng thêm vào đi ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, nó kiếm lời 300-400 tỷ.
rồi nó lại ra lệnh cho các công ty của Mỹ làm ăn ở bên tàu phải giao công thức chế tạo cho tàu. Nó lén lút sản xuất đem qua Mỹ, nó để nhãn hiệu của Mỹ, mà trong cái vốn nó chỉ có một mà nó kiếm hàng trăm lời. Cả thế giới sững sờ, ngay cả nước Mỹ. Cách đây 16 tháng, kể từ tháng 5 2018, quý vị nhớ, ông ấy ra lệnh áp đặt cái thuế suất 25% phạt trên 550 tỷ đô la hàng hóa của tàu cộng. Ông khởi đầu bắt đầu cho 25% cho năm 250 tỷ. Rồi một mặt ông bắt cái công ty làm ăn lưu manh của tàu ZTE GTE làm ăn lươn lẹo, làm ăn ăn cắp ăn trộm, phạt ngay 1.800 triệu đô la cái công ty này. Xong rồi bắt công ty Huawei lôi cổ một tên giám đốc tài chính mẹ của anh Chu nhốt bên Canada. Cái cha chơi cha của Hoa Kỳ là cái chỗ không có trực tiếp mà yêu cầu Canada nhốt quản thúc tại gia, đeo xích vào chân, đi đâu nó phải kêu len ke như là chân con ngựa. Từ đó thế giới làm sao mất niềm tin nơi tàu, đồng thời ra lệnh cho các quốc gia đồng minh không xài hàng của tàu. Từ Liên minh châu đến Úc châu đến Tân Tây Lan, tàu phải ứ động hàng hóa. Làm mà không người mua thì lỗ, mà đã lỗ thì phải đóng cửa, mà đóng cửa thì phải sa thải nhân viên, công nhân viên. Hàng nghìn công ty đã đóng cửa, nhất là của ngoại quốc. Công ty lớn như là Apple, công ty lớn như là Samsung rút ra khỏi nước tàu, đồng loạt làm cho nước tàu tê liệt về kinh tế. Những người có tiền rút ra khỏi thị trường chứng khoán của tàu bởi vì không có lái mua. Stock xuống, công cổ phiếu xuống, rồi các cái cổ phần xuống, công cổ phiếu, cổ phiếu xuống. Trong khi đó thì thằng tàu lại lưu manh mà ngu ngố rừng ở cái chỗ bỏ hàng chục ngàn tỷ đô la để mà làm ra cái vòng đai One Belt One Road, muốn làm bá chủ thế giới, gọi là China Dream, giấc mơ của tàu. Quý vị thấy không, Tập Cận Bình ngố rừng, tàu là những cái giấc mơ. Thế là đem tiền ra vùng vãi cả thế giới, đút lo cho các công ty, đút lo cho các chính phủ nghèo đói để nó tham nhũng, để cho nó lại quả, rồi chiếm đất chiếm đai. Cuối cùng làm sao? Tiền mất tật mang, có làm được cái gì đâu. Châu Phi nó cũng nổi lên, nó giết tàu vì nó biết tụi này lưu manh. Châu Phi là dân mọi da đen mà nó sợ gì ai. Mấy người ta vàng là nó giết hết, làm được cuối cùng thất bại. Thế thì Đảng Cộng sản tàu nó thấy một cái thằng Tập Cẩm Bình này đem ra phí hàng tổn, phí tổn hàng chục ngàn đô tỷ đô la mà không làm được gì cả. Một mặt bị Mỹ phong tỏa, một mặt bị Mỹ phải đem tiền phạt cho ông Mỹ xài. Chúng ta chỉ tính sơ sơ 25% của 250 tỷ cũng đã lên đến hàng trăm tỷ rồi, 75-80 tỷ. Rồi còn 330 tỷ này đóng lúc đầu là 10%, sau sẽ lên 15-20%, cũng là thêm hàng trăm tỷ nữa. Cả một nền kinh tế làm phải bỏ ra hàng trăm tỷ đô la đưa biếu không cho tàu, cho Hoa Kỳ. Mà tàu nó, Mỹ nó hay lắm, nó không cần phải đem võ khí được gì cả, mất thì giờ hàng bán qua thì phải phạt, nó tính luôn cái tiền phạt và phải trả ngay cái lúc mà nhập vào Hoa Kỳ, trả ngay ở bến tàu, khi mà dỡ hàng xuống là phải trả cái tiền thặng dư. Bởi vì Donald Trump nó ngồi chơi mà nó có hàng trăm tỷ đô la, tàu không mua hàng của Mỹ, Mỹ đâu có cần. Nó lấy cái tiền phạt đó, nó cho nông dân. Năm ngoái 2018 bao nhiêu? 12 tỷ. Năm nay 2019 bao nhiêu? 16 tỷ. Thế thì anh tàu sống ở cái chỗ nào? Vì thế cho nên rằng là nước tàu chết từ đến chết là như vậy. Và cả thế giới
đều ca tụng Donald Trump. Những con người mà lúc đầu nghĩ rằng Donald Trump là ngố rừng, bây giờ họ đã mở mắt. Cái anh ngố rừng này đã làm cho cả thế giới phải sợ nước Mỹ. Âu Châu cũng phải ký lại hợp đồng. Canada, Mỹ, Tây Cơ cũng là phải ký lại hợp đồng. Tàu bây giờ phải ký lại hợp đồng. Mà còn phải mua thêm 40-50 tỷ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ. Giả vờ ngùng ngắn, Donald Trump nói mà không quan trọng. Nước tàu bây giờ đang khổ nạn nhất trong 57 năm. Cái người mà tham để mà ký hợp đồng buôn bán là tàu chứ không phải tôi. Tổng thống nói như vậy. Những cái gì mà không lợi cho nước Mỹ tôi không ký. Và tôi biết là tàu đang muốn ký. Nếu mà tàu khôn nên ký với tôi đi. Đợi đến lúc mà tôi trúng cử lần thứ nhì rồi, khi đó là chết. Quý vị thấy không? Cái tình thế nó quá đẹp như vậy. Cho nên cái chính sách kinh tế của Mỹ tiêu diệt tàu không tốn một viên đạn. Giờ này thiên hạ mới hiểu chiến lược ra Donald Trump, chiến thuật ra cũng là Donald Trump. Ông ta làm những công việc mà không ai hiểu. Bởi vậy cho nên cái bà gọi là bà Nikki Haley viết cuốn sách nói rằng là mọi người trên thế giới đều underestimate, đánh giá sai về con người của Donald Trump. Và đến lúc hiểu thì cô đã muộn rồi. Và vì thế cho nên ông ta tái trung cử năm 2020 là cái chuyện không cần bàn. Và Đảng Dân Chủ cũng ăn tiền của tàu để mà quậy nước Mỹ. Cho nên mới đưa ra những cuộc đàn hạch vô duyên. Đưa ra cái cuộc Robert Mueller đã là vô duyên. Tốn hết 36 tỷ triệu đô la, mất 22 tháng. Rồi đến giờ này lại đem ra cái vụ đàn hạch, mà một đàn hạch của một cái chuyện người không có bằng chứng, không có chứng cứ. Muốn kết tội một người mà không bằng chứng thì kết tội làm sao? Đó là một người thường thôi, chứ chưa cần nói đến một vị đệ nhất công dân Hoa Kỳ, đó là Tổng thống thứ 45 của Hiệp chủng quốc Mỹ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó sẽ trở lại tiếp tục phần 2. Và quý vị có những quảng cáo của bác sĩ Trọng Võ. Xin cảm ơn quý vị.